đầy ngàn tháng đủ. Qua bao mùa bao giờ sắc sơ rừng là mùa thu gió heo mây. Giữa đại ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hận sao kiếp người vương mơ. Lòng người thâm độc hiểm sâu, hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình yêu. Hỡi nhân thế bởi vì đâu, đường đời còn lắm bề dâu, lòng người thâm độc hiểm sâu. Hỡi nhân thế ta xin người sống yên bình là kho báu và tình. Có một cái pho tượng đồng đen, nó quý lắm. Công trời cầu Phật cho nó vẫn còn nằm yên ở đó đi. Ông đừng đi đâu hết à, ổng mà mất tiêu là tôi ông đuối luôn á. Ủa, ông nghĩ sao mà ông Phật đi đâu? Biết đâu nhiều khi giang hồ nó lưỡng trước mình sau. Đi, đi, vậy lẹ đi. Khoan. Bây giờ là mình phải canh cho tối mình mới hành sự được. Với lại mình phải đổi chiếc xe khác chạy cho nhanh nhanh lên chứ, cái này dở lắm. Đúng rồi. Đi. Nhanh. Trái vòng lấy vòng. Dừng lại. Tắt máy xe. Tắt đèn. Thấy sợ quá. Sợ gì? Muốn có tiền không? Muốn. Ê, anh đã tìm được mọi ngon hả? Nó nhỏ. Cái chùa này là hồi xưa là tụ giang hồ, nó rình rập nhiều chữ lắm. Thấy không? Giờ tao với mày từ từ âm thầm đi vô. Đi. Nhanh lên. Mày làm cái gì vậy? Muốn chết à? Đứng kiểu gì vậy? Mày làm gì vậy? Dơ đồ. Mày đi ăn trộm mày sợ dơ đồ hả? Lần đầu đi ăn trộm mà đại ca. Nói gì? Trời ơi.
Biết rồi mà. Mày làm gì vậy? Khiên về bán. Bán không nổi mày. Chiếc xe nhỏ xíu mà làm sao mày chở này được? Bây giờ tìm tụi không thấy, khiên về bán đỡ đi. Khổ quá à. Bán không nổi rồi mày. Ây da. Đi tìm tiếp. Đi. Hai thằng kéo ra luôn nha. Dạ. Trời ơi, ông làm cái gì vậy? Kẹt tay. La gì đâu, lớn thầy nghe rồi. Mày im, mày ngu quá. Mày la cho tao biết à. Cho nên trời Phật thương quá duyên cho đại ca ăn cơm chay. Cho nên đại ca mới phát hiện cái chùa này. Cái chùa này á, tượng đồng đen nhiều lắm, bán có tiền lắm. Vậy em cơm hết nha. Mày muốn chắc hả? Mày không có ý tứ gì đó. Bây giờ vậy nè, bây giờ mình ra sao coi mấy thầy ngủ chưa, phải không? Rồi sau đó mày ra canh tre nha, để đại ca lưỡng cho. Ok đại ca. Nhỏ không. Có ai hết? Mấy thầy ngủ hết rồi. Bây giờ mấy thầy ngủ rồi. Bây giờ để đi ra ngoài đi. Rồi coi chừng canh xe đi. Rồi ra canh xe đi. Hồi nãy mày khóa cổ xe chưa? Chưa. Trời, rồi chìa khóa để đâu? Ở ngoài. Trời, mình lưỡng của ta hay là ta lưỡng xe của mình? Trời, ở đời cá ăn kiến cá. Mày ra cổ xe giùm tao cái đi. Dạ. Nổi. Dạ. Mình rinh. Rinh gì? Bằng đồng mà. Trời ơi, bằng cây. Mày rinh nổi không? Không. Đại ca rinh nổi không? Không. Trời ơi, mày đi ra. Đi. Ra. Không trời không Phật, con làm xong cái vụ này, con thề con không bao giờ đi ăn trộm nữa. Giá như chiếc xe con đừng có bị mất. Con mà mất chiếc xe là con đuối luôn á. Phải nhà này không ông? Chắc là nhà này đó con. Mẹ. Con chào ba. Mẹ. Chào con. Dạ. Ba tưởng là xa nhưng cũng gần, dễ kiếm. Dạ. Ba ơi, Camry không tới hả ba? Camry chưa về. Cô ấy mạnh mẽ thật. Ba ơi, con mời ba vô nhà. Con. Nhà đẹp quá. Vô đi con. Dạ. Con mời ba ngồi. Nhà đẹp quá mẹ. Ba ơi,
Ba ngồi đi ba. Mẹ, con xem nhang chút. Ừ, con đi tham quan đi. Dạ. Con mời ba dùng nước. Con cũng vậy mà, một mình dám sang Campuchia để sinh sống, thật là vất vả cho con quá. Dạ, cũng không đến nỗi nào đâu ba. Con đi buôn bán ở bên bển á, cũng gặp lúc hên, cho nên là con cũng để dành được ít vốn. Nè, căn nhà của Tuấn Anh vẫn còn đó, nếu con cần vốn cứ nói với ba, nó đã ủy quyền cho ba rồi. Ba, ba đừng có bán. Con ráng bươn chải á cũng đủ sống rồi. Cũng may á là ngôi nhà này gần nhà của ba, đúng với ý định của con. Con muốn tìm nhà ở đâu đây để chạy qua chạy lại thăm ba cho nó tiện. Con tính như vậy cũng tốt, không cùng một nhà nhưng ở gần như vậy cũng tiện. Dạ. Ba, chuyện ăn uống á ba đừng có lo. Mỗi ngày á con sẽ nấu nướng cho ba với anh Lộc. Không cần đâu mẹ, con với nội tôi lo được rồi. Con làm như vậy có phải rườm rà không? Con phải thông cảm cho ba, vì phải nhắc đi nhắc lại hoài cái câu hỏi này. Làm sao ba? Nè, tại sao gia đình mình không ở chung một nhà? Mấy bữa nay thằng Tuấn Anh lên ở với con Camry, con qua bên đó ở với ba, với thằng Lộc, không được sao? Con là phụ nữ mà, không thể sống mà ngoài dòng dư luận được. Con không muốn mang tiếng trở về sau một thời gian. Để dành của, dành nhà. Còn ngôi nhà này á, ai nhìn vào á cũng phải hiểu là do công sức của con tạo ra. Thôi mẹ, con đưa nội về nghe mẹ. Ừ. Ba, xin ba hiểu cho con nha. Thôi, về con. Dạ. Ba về nghe. Thôi mẹ, dạ. Con về. Dạ ba về. Ba về, dạ. Nghe. Con. Mẹ, con về. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha mẹ. Ừ, lâu lâu á nhớ qua thăm mẹ nha. Dạ, con biết rồi. Thôi mẹ con về. Dạ con chào cô. Mới tới hả con? Dạ. Trong vô nhà đi. Thôi cô với mẹ con ở lại đi chơi đi. Con đi chút xíu rồi con về. Con đi đi. Dạ. Thấy nhà được không Trâm? Nhà Diễm đẹp quá. Trâm ngồi đi. Mình tiết kiệm lắm mới mua được ngôi nhà này đó. Diễm mới đi Campuchia một thời gian ngắn à, mà không ngờ lại phát tài ghê đó. Đã mua được căn nhà đẹp như vậy rồi. Trâm uống nước đi. Nhà nhỏ xíu mà. Chị hối hận là không mua được ngôi nhà này sớm hơn để lo cho thằng Lộc. Trâm, Trâm sao vậy? Hay là bỏ ý định trừng phạt cha Khanh rồi?
không phải là chuyện thằng Cường. Thằng Cường gặp chuyện gì sao? Công ty của nó phá sản trắng tay rồi. Trời đất, công ty của nó lớn lắm mà, đang kinh doanh yên ổn, tại sao lại phá sản? Cũng tại cái kho báo không bao giờ có đó, nó cứ đâm đầu vào, mới ra nông nổi như vậy nè. Mà như vậy cũng là hay, nó mới tỉnh táo ra được. Trời ơi, lại là kho báo. Vì cái kho báo này á, không biết bao nhiêu người đã khổ, bây giờ còn bao nhiêu người phải khổ nữa đây. Thôi bây giờ mình bỏ đi, bàn cái vụ thằng cha Khanh nè. Ý Trâm là... Nè, chuẩn bị tinh thần nha. Mình sẽ hẹn Khanh tới đây, hai đứa mình sẽ cho hắn đôi giáo một bữa mới được. Anh sẽ đi với ba. Anh tính đi chung với ba thiệt hả? Ừ, ba anh khỏe lại rồi. Nhưng sợ á, ba anh đi một mình lỡ có chuyện gì, nên anh đi chung luôn. Em á, không biết là có đi chung với anh được hay không nữa. Ừ. Sao vậy em? Em mới đòi anh cho đi cùng, bây giờ không đi nữa là sao? Nhà em á, có chuyện không vui. Công ty của anh Cường phá sản rồi. Trời đất, sao phá sản? Phá sản là cái rụp gì hả? Em cũng không biết lý do, mà mẹ với anh Cường á, cũng không ai nói gì hết trơn á. Kỳ vậy ta? Mà em nói thiệt, em cũng chả muốn biết nữa. Sao em đại thờ ơ chuyện gia đình mình quá vậy? Từ lâu em đã không còn kính trọng anh hai của em nữa. Anh đã làm nhiều việc xấu quá rồi. Mà anh làm chuyện gì xấu? Thôi, đi với anh đi, để sẽ chết cho vui. Chị Kim Hằng gọi. Ừ. Alo, Ngọc hả em? Dạ, em này chị. Ủa, em đang ở đâu vậy? Em đã lên rừng chưa? Dạ, em chưa chị, còn phải chờ ba em nữa chị. Chừng nào ba em đi á, thì em mới đi. Mà có chuyện gì không chị? À, chị muốn hỏi thăm em chút xíu về Azura đó mà. Ủa, Azura là bạn thân của chị, sao chị lại... Không phải vậy. À, ý chị là nếu như em lên rừng thì có gặp Azura thì nhờ em chuyển giùm chị một chút quà. Trời, không biết làm có cơ hội gặp lại Azura nữa đây không chị. Mà em nghĩ mãi không hiểu tại sao chị lại lần mò lên rừng làm gì không biết nữa. Chị đâu có biết, chắc là đi thám hiểm gì đó thôi. Azura là người thích phiêu lưu mà. Em á thì lại nghĩ khác. Nếu phiêu lưu á thì tại sao Azura là phải giấu mặt như vậy? Em nghĩ á, chắc là chị đang tính toán gì đó với kho báo đó chị. Ừ, cũng có thể. À, chị sẽ tìm hiểu thêm về việc này. Nhưng trước mắt là chị phải tìm được Matsuo đã. Để coi có đúng là Azura và Matsuo có quan hệ với nhau không. Dạ. Mà chị tìm được ra chưa vậy? Chị cũng tìm ra được một số manh mối về một người có tên là Matsuo. Nhưng chị không biết có phải là người đã bán tấm bản đồ cho ba chị lúc trước không nữa. Hay lắm. Ờ chị, nếu có thông tin gì thì chị nhớ báo cho em biết nha. Ừ, vậy thôi nha. Dạ. Có gì chị sẽ alo sau. Dạ, cảm ơn chị. Mà anh định khi nào anh đi? Từ từ. Mà em làm gì hỏi gấp gáp vậy? Ờ, hồi nãy em muốn dặn dò gì anh vậy? Anh Cường nói làm bạn với kho báo thường đi liền với tai họa, thậm chí còn hại tới tính mạng nữa, nên em sợ lắm. Có gì đâu phải sợ. Anh thấy em á, lúc nào cũng buồn lắm. Lúc nào á, em cũng ưu tư. Nói mấy chuyện gì đâu không.
Mẹ anh qua Campuchia một thời gian mà bây giờ thấy khác nhiều quá ha. Trẻ trung xinh đẹp hơn ngày xưa nhiều đó. Lại giàu có nữa. Mẹ anh chỉ đủ sống thôi, không có giàu có gì đâu. À, mẹ nói nếu mình muốn đi du lịch Angkor một chuyến, mẹ có nhiều người quen ở đó. Em thấy sao? Vậy thì tuyệt vời. Nhưng mà em nghe nói ở đó dễ bị bắt cóc lắm, hơi bị ghê á. Nghĩ ngợi lung tung à. Cuộc đời mình á, phải nhìn vào những khía cạnh tích cực thì mới đáng sống. Ai lại nhìn toàn chuyện xã hội đen? Tối thui vậy cô nương. Rồi sao? Có đi với anh ra Bình Thuận không đây? Dạ. Vậy thì đi. Hứa nha. Thôi bây giờ em về nha. Nhưng mà bây giờ phải qua nhà anh để đón mẹ em về. Ủa, mà mẹ em qua nhà mẹ anh để làm gì? Lúc này á, anh thấy hai bà có vẻ thân nhau lắm đó. Đúng rồi anh. Thôi mình về. Ừ. Cá này có bộ mặt dữ nha. Giữa đành ngàn tháng đồ, qua bao mùa bao giông, sắc sơ rừng lá úa, mùa thu gió heo mây. Giữa đành ngàn tiếng suối than trách đời cô liêu, lòng tham lòng thù hận sao kiếp người vương mơ. Hỡi nhân thế bởi vì đâu, vì đó gian dối lòng nhau gieo bao nỗi đau, khi đường đời còn lắm bề dâu, lòng độc hiểm sâu. Lời nhắn thế ta xin người sống yên bình là kho báu.